Tại cuộc vận động tranh cử ngày 19 tháng 10 ở thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania, Mỹ, được tổ chức bởi America PAC, một ủy ban hành động chính trị được CEO Tesla thành lập nhằm tài trợ cho ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra một cam kết chấn động. Theo đó, cho đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng $1,000,000 cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Theo trang web của America PAC, điều kiện để có thể được nhận $1,000,000 là cử tri phải là người ký vào bản kiến nghị, đã đăng ký và sinh sống tại một trong 7 bang chiến địa gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Ngay trong ngày 19 tháng 10, tỷ phú Musk đã trao tấm séc trị giá $1,000,000 cho một cử tri nam. Sau đó một ngày, một cử tri nữ cũng đã được nhận $1,000,000 tại một cuộc vận động khác ở Pittsburgh. Trước việc này, thống đốc bang Pennsylvania, thành viên đảng Dân Chủ, ông Josh Shapiro đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk. Kế hoạch tặng tiền cho cử tri của tỷ phú Musk là rất đáng lo ngại. Đây là việc mà cơ quan thực thi pháp luật nên xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng khó có thể khép tội cho ông chủ Tesla. Nếu có làn ranh đen trắng giữa đúng và sai thì có thể nói rằng những gì mà ông Musk làm là đang ở trên vùng xám. Ông ấy đề nghị mọi người ký vào một bản kiến nghị, chứ không phải trả tiền để mọi người đi bỏ phiếu. Tôi nghĩ công tố viên sẽ xem xét điều này và rất khó chứng minh mục đích thực sự của ông Musk nếu có. Do vậy, sẽ rất khó kết tội. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng phản đối các cáo buộc nhằm vào ông. Hiện cuộc đua vào Nhà Trắng đang trong giai đoạn nước rút khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11.